từ ngày bắt đầu buổi tập đầu tiên đến hôm nay là buổi tập cuối cùng trong cái lượt tập huấn này, thì bản thân tôi thì thấy là các em là có những cái sự tiến bộ vượt bậc trong cái kiến thức của bóng đá, cũng cái kỹ thuật của cá nhân, cái chút của chiến thuật nữa, các em đã tiến bộ vượt bậc. Chúng tôi tham gia vào cái nhóm huấn luyện của VHS này thì công việc của chúng tôi là phân tích các trận đấu, các giải đấu trong hệ thống của nhóm Việt Nam. Có cái nhiệm vụ là đào tạo các huấn luyện viên ở cái trong công tác ở các trung tâm đào tạo trẻ. Tôi cũng học hỏi được cũng là và tổ chức các workshop á, trong qua những cái buổi như thế thì cũng học hỏi được rất nhiều cái mới từ đấy, như chúng ta ngoài thì Arachi đây là rất Việt Nam, cái mới trong bóng đá ta sẽ được update nhanh nhất. Mình thấy rằng là cái vấn đề này là rất cần thiết đấy, vì là thường thì các trung tâm ấy, thì chúng ta đang bị một cái mà mỗi người một hướng. Thì bây giờ tôi rất mong muốn là hàng năm sẽ được tổ chức những cái buổi như thế này để mà làm sao mà thu hẹp cái chiều của mũi tên vào, để làm sao mà các trung tâm nó các huấn luyện viên ấy là khi mà đào tạo cầu thủ là sẽ có cùng một hướng, để làm sao mà khi mà cái này là phục vụ cho cả nền bóng đá. Nếu mà các cầu thủ mà có cùng một cái lối tư duy, cùng một cái lối chơi bóng, những các cầu thủ có chuyên chất lượng tốt mà nên tập trung đội tuyển, thì chúng ta sẽ có thời gian sẽ ngắn, chúng ta sẽ làm quen được với nhau. À, thì mình mong muốn rằng là cả ba miền Bắc Trung Nam hàng năm sẽ được tổ chức một cái buổi như này, kể cả những cái workshop mà dành cho các huấn luyện viên ở cơ sở ấy, thì càng cần thiết hơn, vì cái đấy là cái nền tảng quan trọng nhất cho bóng đá. Những em từ 10-13 tuổi thì nên tổ chức những cái buổi như thế để huấn luyện viên có thể update được cái mới, những cái kỹ thuật, kỹ năng, cái chiến thuật mới trong bóng đá ở bóng đá thế giới.